Xin chào các bạn nhé, chào cả nhà. Hello everybody. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm về cái nay mình làm design mà mình làm về cái làm cái gì đó các bạn, làm cái Valentine nha. Valentine, em Valentine vào đi chơi. Mình cũng làm kiểu Valentine mà mình làm quái quái xíu, mình làm bà lão xíu cho các bạn và các anh chị nào thích thích có những cái kiểu mẫu mã như này kia rồi thì vào đi coi. Hello Christine, hello hello Giáp Quang. Hôm nay là các bạn biết là mình không có làm form nha mấy bạn. Hôm nay là mình làm tip. Thì mình xin chào tất cả các bạn. Mình làm tip và cái này thì mình đã gắn tip rồi, mình đã gắn tip vào xong rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ primer lên cái móng này mình đã làm xong. Cái này mình sẽ làm về cái Valentine và thì cái màu mình chọn ra ngày hôm nay. Hello chào Hương Phạm, Andy, Minh Nguyễn. Màu ngày hôm nay mình dùng là màu solid 153 nha mấy bạn. Rồi. Mình sẽ làm 153 và mình sẽ làm cái màu Valentine, mình sẽ làm cái màu Valentine chút xíu. Thì xin các bạn theo dõi đây. Anh khỏe, mấy em khỏe không? Rồi, trước hết thì David sẽ bỏ cái màu trắng xuống cái nền cho hai ngón này, tại vì hai ngón này là mình sẽ dùng hai cái ngón này để mình làm design cho cái trái tim. Thì đâm ra là mình sẽ cho cái trắng ở dưới để mình muốn lót chút xíu trắng như vậy đó để mình làm đó. Thì mình sẽ thấy được cái màu trắng của nó mình sẽ thấy được cái màu trắng của nó mấy bạn nhìn rõ không? Đây nó nâng nó lúc mà mình cào nó đi đó thì nó sẽ nâng lên được cái nó sẽ nâng lên được một những cái màu theo cái ý của mình muốn. Thì mời các bạn và các anh chị theo dõi cách của mình làm design ha. Đấy. Mình muốn vô chút xíu ha. Rồi qua tới bên đây thì cái ngón này mình sẽ trở lại mình làm cái ngón này là ngón màu đỏ. Các bạn thấy ha. Okay, this is the red color, so I'm gonna do okay, cái màu này màu đỏ nha mấy bạn ha. Mình sẽ thả cái màu đỏ này ở ngay cuticle. Mình đưa nó xuống ha. Đây, mấy bạn sau đó mấy bạn nghiêng qua một bên thì mấy bạn kéo xuống thì mấy bạn thấy cái màu đỏ này là cái màu đỏ solid 153. Nó rất là màu đỏ. Rất là dễ thương ha. Hôm nay trời ở đây nó hơi bị nóng, hơi cứng, nó hơi khô nhanh chút ha. Như sao? Xin chào mọi người nha. Các bạn mới vào, các bạn có khỏe không? Để mình chỉnh lại cái này cái đây. Mình sẽ có chút chút kim tuyến mình bỏ lên đây ha mấy bạn nhé. Cái màu này kim tuyến thì rất là đẹp so với okay. Thì đây là màu clear nha. The brush just irritated me. The brush? What happened to the brush? It's essence.
Okay, now I'm taking another beat here. It's gonna go in. Gonna add a little bit more. I like to add a little bit more at the end here. So I'm gonna cover with clear powder later on. Okay. This one here is I'm gonna use this to do my design here. It's gonna be my yellow. Lily, what happened? Why are you sick? You okay? Hello team, hello cả nhà. Ok, mình sẽ cho cái màu vàng xuống trước ha. Ok. I'm gonna put the little bit of yellow first. I'm not gonna put the green because the green is too close to what I am doing. So I'm gonna put the yellow and the pink. Okay, so let me put the yellow over here, yellow here. Okay, sau đó các bạn put the yellow ở đó, and then I'm gonna come back, I'm gonna put the pink here on top of the yellow. Gonna put the pink again on this side on top of the yellow. Okay, and let it dry. So I'm gonna go back to that nail later. I'm gonna come over here and work on this here this side. Okay. It's gonna work here. Oh, it's raining over there. It's about, I think it's pretty hot here in Florida now. I think we are in almost 80 outside. Yesterday was 81. Today is hot too, so. Okay, mấy bạn thấy mình sẽ đắp ha cục on here, mình sẽ trở lại, mình sẽ lấy cục thứ hai ha. Okay. Và mình sẽ đưa cục thứ hai vô sát cuticle, mình sẽ kéo xuống. Okay, kéo xuống ha. Tớ ôm nó vô đây. Đi nó sát vào trong nha mấy bạn nha. Nhớ chùi cho nó sạch. Có anh trên web là đã bấm, chưa có bấm Amy ơi. Cọ cọ là mình không có bấm được, trừ khi nào mà ai mua đó thì người ta về người ta bấm thôi, chứ bên anh không có bấm. Tại vì mình bấm cọ này là có nhiều người ta không thích cái cách bấm á, người ta không chịu. Thâm ra là em mua về em coi cái hướng nào mà nó đẹp đó rồi em bấm. Còn không, thí dụ mà em gặp anh ở đâu á, những cái show đó mà em có mua đó, thì thường thường anh hay bấm ở cái show lắm. Người ta tới đó người ta mua rồi anh bấm tại chỗ luôn. Ôm nó vô đây nha mấy bạn nha. À, cái góc này nó hơi bị thiếu bột này.
À, là mình muốn giới thiệu cho mấy bạn biết là mình có một cái chai nước thơm ra rồi. Hello nha. Hello nha, anh em khỏe không? Hello nha, nha Duyên. Duyên, em khỏe không em? Lâu quá không gặp em. Nè, đây là cái chai này, là cái chai No Liquid Smell. Mấy bạn lấy ra một cái chai này như vậy, mấy bạn lấy ra có một cái giọt. Nhưng mà chỉ cần bỏ một giọt vô cái liquid thôi. Yeah, that's all you need. One drop only. Hello Milan em. Then and you stir it up and you walk, you won't be able to smell the monomer again. The smell of the monomer, you don't smell them anymore because it get rid of it. Màu đó số mấy hả? Màu này là số 153 nha em. Solid 153 ha. Bên đây mình qua bên đây mình bỏ kim tuyến lên đây. Số lệch 153. Ok. Ok, mình cho nó chạy xuống nha các bạn ha. Hôm nay trời bên này nó nóng lắm. Đâm ra là nó khói. Hello Karen. What I am doing is I am that's the one that I just you see that I just put the drop in the monomer. That is to reduce the odor of the monomer because you know how your monomer no matter what you use EMA whatever you use it always smells so bad. It's very, very tough smelling. I come out with this. I come out with no liquid smell. All you do is take one drop of that drop into your monomer and you stir it up. Don't put too much, okay? It's only one drop only. If you put in a little dip in dish. One drop only. If you put too much, it's gonna change the way the formulation of it. So all you want is just one drop only, and that is going to kill the odor of the monomer. You won't smell it no more. Okay. Sorry, anh mạng mạng em bị ao không nghe được. Thì anh nói là anh công ty Chiso của mình có ra một cái chai nó gọi là No Liquid Smell. Nè, No Liquid Smell. Thì cái chai này mấy bạn thấy không, mình lấy nó ra này, mình một giọt thôi, mấy bạn lấy trong đây ra, mấy bạn một giọt, mấy bạn đổ vào đó, nó có cái drip, thì mấy bạn bỏ một giọt vô cái trong cái nước 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 liquid thôi, thì cái nước liquid của mình sẽ nó bay hết cái mùi hôi liquid đi. Tại vì trong tiệm làm đó, lúc trước David đã test rồi, David đã cho người ta test. Hello Trang em, khỏe không em? David cho người ta test là người ta đem cái chai này và liquid người ta đi vô trong một cái day spa người ta làm. Tại vì bên trong day spa đó là người ta không có thể nào người ta hửi được cái mùi liquid này. Tại vì chỗ đó người ta làm facial, người ta làm này làm kia. Thì đâm ra đó, David có thử đưa cái nước đó cho một người bạn đó đi vô trong cái day spa đó để làm nail. Bỏ cái này vô để coi được, coi như là những người trong đó có biết là mình có ngồi làm móng tay hay không. Không ai biết gì hết. Người ta không có hửi được cái mùi liquid vô luôn. Đó, thì đây là cái chai này, nó là drop vô trong cho mấy bạn. Nó sắp sửa ra thị trường rồi, chắc mình đã có rồi, bây giờ mình đang vô hàng thôi. Thì chắc khoảng chừng một vài tuần nữa thị trường sẽ có cái chai này ở ngoài thị trường. Thì đâm ra các bạn nếu mà muốn 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 mua cái chai này đó, thì khoảng một hai tuần nữa thì mấy bạn sẽ có cái chai này ở trên thị trường nha. Ok, rồi bây giờ mình tiếp tục ha mấy bạn ha. Mình qua bên đây. Anh cầm cho em chụp lại được không? Đây, cái chai này như vậy đây. Cái chai rất là đẹp nha, dễ thương lắm. Nó là cái chai nó nhỏ thôi chứ không quá lớn, nó chỉ là cái này nó là
10, nó là half ounce, là cái chai nó là half ounce trong đây. Đấy, mấy bạn thấy chưa? No liquid smell, các bạn thấy không? Đó, nó bay cái mùi liquid của mình đi. Bạn không nghe nữa, hello Mộng Thu em. Rồi, tiếp tục nha, mình sẽ đi qua bên đây. Ừ, tại vì cái mùi liquid nó rất là strong. Có nhiều người người ta chịu không được cái mùi đó. Ok. Thì đây vịt ra cái nước đó đó là chủ yếu để cho nó giảm cái mùi liquid ở trong tiệm của mình đi. Tại vì có nhiều nhiều tiệm đó mình làm đó, mà đông thợ đó. Ai cũng làm nó hôi lắm. Thì cái chai này nó sẽ giúp cho các bạn nó làm cái liquid nó bay mất chưa? Hello Hứa Văn Cường. Anh khỏe không? Anh khỏe re. Khỏe re như con bò kéo xe. Rồi sau mà mấy bạn thấy không? Mình sẽ đắp nó vô ha. Đó. Okay. Anh chỉnh lại camera tí anh ơi. Ok, chờ anh một chút xíu, anh sẽ chỉnh lại, muốn chỉnh như thế nào đây. Để ra, để sát vào nha. Như vậy sẽ tốt hơn không? Tốt hơn không? Tốt không mấy em? Tốt rồi đúng không? Rồi mình sẽ làm con thứ hai ha mấy bạn ha. Ok, con này mình sẽ kéo nó xuống dày ha. Cho thêm chút xíu nữa. Ôm sát vào trong này luôn nha. Chọn lại. Rồi, bên đây mình sẽ cắt em này ra. Hello, hello, hello. Đấy. Hello Philip. Khỏe re như con bò kéo xe đúng không? Thì là quá phê rồi. Làm gì làm như khỏe re là đẹp đó rồi. Hello Helen em. Rồi bây giờ mấy bạn coi mình sẽ ở bên đây, mình sẽ làm cái này ha. Mình sẽ bỏ hết cái này lên đây. Để chút xíu nữa mình làm cái để mình làm cái cái design của trái tim ha. Mình sẽ làm cái Valentine design nha mấy bạn. Okay. Kéo nhẹ tay ha cho nó ra không rốn luôn. Hôm nay trời nóng thì nó khô hơi nhanh chút, thì mình sẽ kéo nhanh tay hơn, mình không có muốn làm chậm chậm nữa. Where do you get the flat brush like that? My brush. I crimp them. You can crimp or you can sometimes the brush is like, you know, I like to crimp like that. It actually help. Okay. Okay, rồi sau đó mấy bạn kéo nó xuống nha.
Ôm cho nó tròn chỗ này lại ha. Cọ số mấy? Cọ số 12 nha. Cọ này cọ số 12 ha. Anh không có dùng cọ lớn lắm, anh thích cọ số 10, số 12, số 14 thôi. Như đó là anh dùng như đó được rồi, anh không có xài cọ cọ 16, 18 cũng có nhưng mà ít xài lắm. Kim Rose game changer. Yeah, it does. It actually helps to flat it out, you know. But in the end, it depends. Sometimes I like to crimp them. Sometimes I don't. Sometimes I use them without crimping. So, hello Duyên. Phải không em? Em làm chi đó? Rồi tiếp tục ha. Mình sẽ lấy cục bột này. Mình sẽ thả ở ngay đây và mình đi xuống này. Mình sẽ nghiêng cái móng ra. Thì mình biết mà mấy bạn biết là cái bột này mấy bạn vuốt nhanh tay. Mấy bạn muốn làm nhanh thì mấy bạn vuốt nhanh. Bạn muốn làm từ từ thì mình vuốt từ từ nó ra. Ok. Mình thì thời cơ ứng biến ha. Thời tiết ở đâu nó như thế nào? Hello there, hello Keijo, how are you? Thời tiết ở đâu như thế nào? Thì mình sẽ làm theo như vậy nhé. Ok. Ly cho nó sạch đi ha. Chọn cái gì đó. Liquid anh có pha không? Nhật Trường ơi, anh không có pha liquid nha em. Liquid của anh là có sao anh để vậy, anh không có pha. Nhưng mà tùy theo em nha, anh không có pha nhưng mà em muốn pha cũng được, tại vì nếu mà thí dụ mà em sống ở trên miền Bắc mà cái thời tiết nó chạy nó thời tiết của em nó lạnh quá thì nó chảy như gì đó. Thì nếu mà nó chảy quá thì anh nghĩ là em nên pha theo cái độ mà em muốn đó sẽ tốt hơn. Tại vì liquid nó mỗi mỗi một mỗi một cái mùa mùa hè mùa đông này kia đều nó đều khô rất là nhanh. Thì nó khô nhanh thì mình phải kênh nó chảy quá thì mình phải pha cho nó ra cho nó. Where do you do nail job? Minh Phạm. Sorry, I can't schedule you until February 2nd. Oh, it's okay, no problem. Where do I do my new nail, Minh? I work here in Central Florida. In Florida. Yeah, this one here, I did it like this because I want the tip to mình dũa nó đi chút chút nha mấy bạn, tại vì mình dũa cho nó thon lại để dũa này lên chút xíu luôn cho nó mỏng mỏng lại. You get your lipstick, I see it. You know, because sometimes, when right now is the post office, it's very slow. The post office is very, very slow. So sometimes when you ship them, I ship it to some of my friend, and they didn't get it until 2 weeks later. And I ship to another friend,
They say it's delivered, but he never received them. He never received them. He keep complaining, complaining, and he finally go out to the post office, complain more, and they found his package in the post office. But on the tracking, it said deliver. You see how is it? That is so bad. So, you know, you never know what happened. Okay, now I'm gonna put some that here. Are you a nail jail for sharing video? Okay. Ok, mình thấy ok mà bạn có control là ok. Em thấy màu deep của chỉ số rất tốt nhưng lại màu gel. Ồ, màu gel ha. Đúng là có một số màu gel nó hơi bị lỏng. Anh đang sửa lại đó. Số màu gel nó bị có số màu lợt quá đúng không em? Dạ, anh đang có một số thôi chứ không phải là hết, không phải là hết tất cả. Có, anh biết chứ. Anh đang sửa lại đó. Thêm 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 nữa. Nhật trường thêm. Nhưng có cây cọ trong gieo rất là dở, anh xin hãy chỉnh lại nó. Cây cọ hả? Ok được. Anh thì hiện tại bây giờ anh đang trong tình trạng là anh lấy cây cây cọ vuông hay là cây cọ giống như vậy. Thì nếu mà tùy theo các bạn cho cái ý kiến, mỗi người một ý, mỗi người cho một chút xíu ý kiến á, để mình là để cho David có cái có ý kiến của mấy bạn, để David sẽ làm cho cái sản phẩm nó sẽ tốt hơn. À, tại vì cái gel á thì sự ra nó không có, nó không có thuộc về, nói đúng ra là David không có giỏi về cái gel lắm, nhưng mà nói về bột thì David rất là hiểu biết rất là nhiều về bột, nhưng mà gel lại David lại không hiểu lắm. Thì các bạn có những thắc mắc gì đó, những bạn góp ý đó, mấy bạn cứ 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 cho David biết, David sẽ cảm ơn và David sẽ giữ những cái David sẽ mình sẽ cố gắng thay đổi để hoàn chỉnh lại những cái gì tốt hơn nhé bạn nhé, mấy bạn đừng có lo, mình sẽ cố gắng. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái thằng này đây. Hello BitVM. Em này, mình để như vậy, lát nữa mình để chụp hình mình sẽ để như thế này. Để như thế này. Thì bây giờ em này ở đây, em này ở đây. Ok, em này ở đây. Mình chạy trong này thôi ha, mình sẽ không đi ra xa. Mình sẽ kéo em này lên, ra thì là xa. Ra tới đây luôn đi ha. Em này cũng vậy. Mình làm như vậy để mình kéo em này thiệt là xa ra. Trái tim Ok, mình vẽ như vậy là mấy bạn thấy là mình làm như vậy để mình sẽ cắt cái giờ khách muốn làm giống màu đó hả em? Giống màu gì em? Mình sẽ cắt cái này ra cho mấy bạn coi nha. Nina. Hello my friend Nina, how are you? Okay, let me close it down so I don't mess this up because here we go. Hello Hằng. Em khỏe không? Ok, rồi bây giờ mấy bạn coi mình sẽ dùng cái em này. What I do now, I'm gonna carve out my heart. Not my heart. My design.
Giống đi với Gieo hay Hello Hải. What your favorite holiday set to do like Christmas set or Valentine Halloween? Oh, you know Prince, Halloween is my favorite. Cause Halloween there's so much thing you can do. Christmas, I don't know, yeah, it should be okay too. But always Halloween, you know, you do scary thing. Mình sẽ dúa xuống tới khi nào mà nó xuống tới cái màu vàng ở dưới đó mấy bạn thấy không? I'm just gonna take it down until I see the you guys see the bright There you go. So after you see the bright, and then you're just gonna take it down until it's everything sold out. And then you can pretty much put a lot of stuff down here. And then you can okay, that's just one side. Okay, that's one. And then let me go to the other side. Same way. Nếu bạn biết là mình khóa bên ngoài này nó sẽ không bị nóng tay người khách hàng sao? It doesn't get hot, you know? Don't get too close inside. You close inside, you can't chew. But you have to be, you know, you just have to be careful when you get close inside. But out here, you're pretty good. You see, there's nothing here that's gonna get hot. So I'm not worried about much about it out here. See, I'm just gonna slowly do my thing. Here we go. Coming along. Trái tim cho ai mà to vậy?
How long? I don't know. I think this should take longer because when I have to cut this out. Cái tim này hả? Cho em đó. Nhỏ không? To không? And I'm gonna then I'm after this I'm gonna I may write something underneath in there. I may write something or I may do something I have no I may put some diamond in there. What are you going to put in there? I think I may write something or I may put some diamond in there. So what do you guys think? Put diamond in there? Or leave it like that and write something? Like, you know, how you say you write something? Okay. Okay, so what do you guys think I should do? You think I should put flower in there? Or maybe, let's see. Put flower or put hello skin. It's just a heart. Too much work, why don't you just paint on? David, hang. If you paint it on, then it's not an art anymore. You won't be able to see the definition of inside. If you paint it on, it's so easy. But then, the paint on, you're not gonna be able to see the definition of the depth. You know what I mean? You won't be able to see that. You won't be able to see the depth of the design. It's just a flat painting. You know what I mean? Because I want to create something different. Not just like regular thing every day. You know what I mean? Only professional. No, not only professional like me. No, don't say that. There is so many people that do a lot harder than this. There is so many artists out there that they do 10 times work, more work difficult than this. Okay? So, not just only me. There's people that is very creative and they doing a lot. They doing a lot of stuff. Not just like that. So you see, let me see what I will do. I may. Let me see if I put this in here. And I let it down too thick. That is way too thick. So it's for Valentine. It's gonna be later on outside. So that's a little bit later.
This is from, oh my God. Yeah, I'll do that. Tiệm bận sao chạy khách ăn? Tiệm bận đó hả? Thì em hẹn mấy khách mà em chạy khách chi em cái này mà là odd sao chạy được em? How you gonna run? Nếu mà em run thôi em làm full set regular thôi. Em đừng làm gì hết thì em mới run chứ cái này sao em run? Em đã gọi là odd thì sao run được nữa? How you gonna run? When you call it odd? Okay. Impossible. I would write. Okay, you write something. Okay, that's a good idea. Okay, I'm gonna write it now. So what do you think I should write? Okay, I am gonna write now. Let's say, put it together like that. Let me write love inside. Okay. And then I would put top on it later on. Diamond too? Yes, okay. This is a Valentine design. Love, huh. David, I knew him as a three words letter. How are you gonna put it in there? L-O. This one need to go up. V. And then I'll put gel on top. That's better, guys. And then I put gel on them. Okay, let me let it dry first. And then I'll see if I put some diamonds in there. Like this one, I have some. This one here, I did differently. I have some diamonds in there. You see how I have diamonds in there? Yeah, diamonds are inside. This one here, just gonna write it down. Okay. And then I might have diamonds. I can put it in there. Okay, let me see. Okay, now this is dry, so let me see if I put diamonds. Okay, let me see. I have some diamond that I put it in here. Okay, now if I put diamond, I have to put the base on here to show the diamond will stay. Love, yeah, diamond are the girl best friend, right? Okay, so I put the diamonds on here. Okay, so I have some diamond going on in here. Diamond and pearl, diamond. Okay, there's some diamond there,
do some diamond underneath here. So I have some diamond and I have some pearl. Okay, so now I'll do next is I'll just let it dry. Okay, that's just one side. Hot already there, all you have to do is add one wool for each finger. One wool for each finger. What you talking about, David? I have no idea what you're talking about. Okay. That I'm not gonna go around, I'm just gonna leave it. Nó méo rồi, tao không thấy được gì đâu mà. Just gonna take it like that. Okay. Okay. Okay, so that's enough of what I put in there. You know, sorry guys, you know, sometimes when you do live, I couldn't see, and then I'm out of focus. So when you guys, so whenever you guys don't see anything, you let me know, cause sometimes I don't know that I'm out of focus. Okay, guys, thank you. Okay, let me see. Now, okay, so now I'm going to put I have beauty gel. Where did I put my beauty gel at? Ten. Blue. Okay, to see how thick they are. Okay, let me put here. I'm gonna put here on. Okay. Can you come to do my nail, please? Yes. Where are you from? Where are you? I can come, but depend on where you are. Or you can come to me. Scotland, oh my lord. Scotland. Okay, I'll see you next time. Miss Scotland. We'll see you next time, okay? When I go to Scotland.
Xiaomi, Xiomara, Connecticut, yeah, Connecticut is it should be okay, but Scotland is like the other way around the world. I'm in Sanford, Florida. Do the world tours. Yeah, I think I can only when the COVID is over. Then I can do the world tours. But now I cannot yet. Beautiful. Later, we put some on in there. Maybe put here. Đẹp không? Đẹp không em? Okay. Yeah, I like to do a world tour. Go around, meet people. You know, that'd be nice. I am located in Sanford, Florida. Okay. Okay. I still have to build this up a little bit more before I can put top on. Okay. You like my work? Thank you, Sioma. Okay, after that, I'm gonna put the tops on. Then I'm gonna start doing filing. Okay? Oh, I left my coffee over there. Okay, that's it. Oh, thank you. I like the this shape. It's actually slender. You're so lucky to get your nail done by him. Okay, Risa. Thank you. Yeah, I am picky about what I do. Always. Always picky of what I do. I don't like it, I take it off. I make it. Your witness is coffin shape. I'll show you when you come to the class. Hello, Nini Huang Em. Okay, now I want to put the tops on here. Then I'll file it down. Okay, now. How can I book an appointment? You have Instagram. I'm in Orlando. Oh, Ashley, you in Orlando? Yeah, text me. Text my number is 407
4553129, Ashley, text me. Because I don't do a lot of customer. I only do it just very few people that I like to, I do. And I don't do short nails. I like to do long nails. And I like design. And if you that, you like that, then you text me. My number is 407-455-3129. I'm in Sanford. So you text me and you let me know. If you like something that different, if you like something that nobody have, and I'm there for that. I like that. I like the idea of doing anything that nobody do. Yeah, I want my client to be different. Okay, here we goes. And that's me. Yes. Do you have to go live when Ashley get her done? Yes, I can. Ashley, when I do her nail, we gonna go live, right, Ashley? Okay, what I do now is I'm cleaning my bar, the bottom. I want to make sure there is no acrylic or nothing that, you know how it is when you have acrylic on the bottom of the nail and you picky, when people are picky, they pick at it and they pick at it and they break it. So you always want to, yes. Alessandra. Cực Đức, anh khỏe không anh Hoàng? Anh khỏe, em khỏe không? Yeah, we will go live. Definitely. Tixi nghỉ hưu đi anh ơi. Anh á hả? Trời ơi, anh nghỉ hưu chi sớm vậy? Anh nói thật với em luôn á. Thí dụ bây giờ anh tới tuổi nghỉ hưu luôn, anh cũng không có thích nghỉ hưu. Thì sự ra mình hiện nghỉ hưu là mình chết á. Mình chết sớm á. Em hiểu không? Mình cuộc sống á, là mình bận rộn á, là mình quên cái thời gian đi. Mình làm việc đó, cái đầu óc của mình á, nó tốt lắm, nó năng động á, lúc nào mình cũng làm hết á. Cái tự nhiên mình đang làm việc, có nhiều người đang làm việc bao nhiêu năm trời luôn, rất là khỏe nha. Cái tự nhiên đi nghỉ hưu cái khoảng năm sau ngõ mẹ. Đâm ra là anh không có thích nghỉ hưu, tại vì anh còn làm được là anh vẫn làm, mà anh không thích ngồi chỗ vậy đó, khổ vậy đó. Mình đầu óc của mình lúc nào cũng phải làm việc mà tay chân cũng phải làm, nó mới tốt, em hiểu không? Hôm nào dạy em với. Đi do online class. I don't do online classes. I can't, I don't have time. Khi nào dạy em hả? Thì em muốn học cái gì? Em mới kêu anh đi nghỉ hơi xong. Nghỉ hơi. Nghỉ hưu. Thôi là kêu em dạy em. Em muốn học cái gì đây? Học cái gì cũng dạy được hết á. Ok, em thích học cái gì cũng dạy cho em cả. Nhà mấy bạn thấy không? Cái này nó không giống ai hết á. Nó
mình làm mình thích cào nó ra. I like to do this because you could see underneath, and then you could see it have a depth to it. You know what I mean? Khác người, học nghề của anh khác người. Thì học nghề của anh thì anh chỉ cho em dễ thôi. Em học, em muốn học style gì anh cũng chỉ được hết. Là em thích làm form, em thích làm mấy cái shape khác nhau. Em thích làm mấy cái design. Yes, I can teach you. Học nghề này khoảng bao lâu ra nghề anh Hoàng? Cường ơi, tùy theo ha. Anh tùy theo mỗi người, tùy theo mỗi tay nghề. Nếu mà em chưa biết một cái gì hết á, thì anh nghĩ thì nó cũng hơi khó một chút xíu. Là em phải học từ đầu. Mà khi mà em khi có thể là em tham dự cái lớp của anh xong đó, em về nhà em phải cố gắng em tập thêm nữa, thì coi như là em vừa học cái lớp xong là anh cái quan trọng là anh hướng dẫn hết rồi, anh hướng dẫn cho em hết cái những cái khó, những cách mà nhìn như thế nào, cầm cái dũa như thế nào, hay là đắp bột như thế nào cho nó đúng, và chỗ nào làm cần làm mỏng, chỗ nào cần làm dày, tùy theo ha. Chứ còn những người, còn những bạn nào mà đã làm lâu năm rồi nhưng mà tay nghề làm hoài làm không có bền, không có đẹp á, thì cái đó là dễ lắm. Tại vì như vậy này, những bạn đó là chưa có bao giờ được học cái what is this? This is an almond. This is a Russian almond. Những bạn nào mà đã làm nhiều năm rồi, có thích rất là có nhiều bạn như là làm 5 năm, 7 năm, 10 năm, nhiều khi có 20 năm luôn, nhưng mà vẫn không làm đẹp là vì lý do là như vậy này. Mấy bạn nó không làm đẹp tại vì mấy bạn chưa có được huấn luyện qua những cái cách nhìn của cái bộ móng. Thì đâm ra mấy bạn biết làm ra tiền chứ không phải là không nha. Làm hàng ngày đã làm, đã là hàng 20 năm nay rồi mà. Nhưng mà những bạn đó người ta làm hoài, mình không có một cái yêu nghề nào hết tất cả. Mình chỉ có biết là mình xách cái giỏ đi vô tiệm làm, xong rồi cuối ngày đi về thôi. Mình không có cái đam mê trong đó. Thì những bạn đó làm không bao giờ làm đẹp được hết đó. Tại vì mình không có thấy được cái, mình không thấy được cái cách nào làm cho nó đẹp. Không thấy được. Mấy bạn biết không? Còn nếu mà mấy bạn muốn học làm đẹp thì mình phải đi học. Thì những bạn đó đó thì thường mà vô lớp á, David chỉ trong vòng 3 ngày thì bảo đảm 100% mấy bạn nó về nhà là giỏi liền. Tại vì lý do mấy bạn đó đó đã có cái nền tảng rồi. Nhưng mà mấy bạn chưa có nhìn ra là mình phải làm sao cho nó đẹp thôi. Thì mấy bạn nếu mà đi học cái lớp David chạy chỉ đó cuối tháng 2 đó, thì trong 3 ngày đó là 100% là mấy bạn về nhà là mấy bạn sẽ làm, mình sẽ thấy tay nghề của mình nó tiến ít nhất á là từ 60-80% trong cái ngày hôm đó. Còn nếu mà
những bạn mà mới vào nghề đó thì đây mình sẽ nói là mấy bạn sẽ tăng ít nhất là khoảng 30% và 40% trong 3 ngày. Nhưng mà trong sau đó đó là mấy bạn đó là vẫn phải tiếp tục làm, mà phải làm nhiều. À, rồi sau đó mấy bạn đó đó đi học xong đó về phải lo làm, phải lo trả bài nữa, chứ không phải là học xong rồi về bỏ qua một bên. À, thì nó mau tiến lắm, không có gì hết. Đối với David sẽ thấy được là những bạn đó sẽ rất là mau. Tại vì có nhiều người này, anh nói cho nghe, ok, tại vì anh travel around, anh đi rất là nhiều tiểu bang, anh gặp rất là nhiều người, và có nhiều người họ sống một cái vùng hẻo lánh ở trên miền Bắc á, họ sống ở trên miền Bắc đó, họ không có một cái cạnh tranh nào hết ngoài ra chính bản thân họ thôi. Rồi họ làm riết thôi, họ cũng chẳng có gì gọi là họ cũng chán nản, họ cũng muốn bỏ nghề luôn, họ cũng chả có thích gì cho lắm. Nhưng mà bắt đầu sau đây đó, nó có những cái, mấy bạn biết là cái trang xã hội nó có những Facebook này kia, nó có những cái bộ móng tay đẹp, thì những người đó họ nhìn vô họ mới nói wow, đẹp quá. Vậy mà họ cũng nghĩ là chắc họ cũng không bao giờ làm được đâu, họ nghĩ họ bỏ qua, họ không làm. Nhưng mà cứ hàng ngày trôi qua, có những người khách họ mang những tấm hình như vậy đó, họ tới họ nói mày có thể làm món này cho tao được không, thì người bạn đó nói, ta nói trời này no, không, cái này khó lắm, tao làm được đâu, tại mấy phần đó mình họ cũng không có cái bột màu để mà làm nữa, mà sơn thì đâu có đẹp được. Một con khách hỏi trôi qua không quan tâm, hai con hỏi trôi qua không quan tâm, nhưng mà hàng ngày, nhưng mà ngày nào cũng có, hoặc là tuần nào cũng có người hỏi, thì mấy bạn phải suy nghĩ lại chứ. Tại sao mình không làm, tại sao mà mình làm như vậy thì mình mất khách rất là nhiều, mà cứ thấy là khách của mình mất đi. Là tại sao? Khách của mình họ đi qua cái tiệm khác họ làm đẹp hơn, lấy khách mình luôn. Mà mình không tiến được là hello sun. Thì đâm ra là cái tay nghề đó nó rất là quan trọng, các bạn biết không? Nó rất là quan trọng. Nhưng không phải như là 10 năm trước, 20 năm trước mình vô tiệm rồi mình cứ vũ ào rồi mình sơn treo lên rồi mình đá khách ra khỏi tiệm rồi mình lấy tiền là xong, không còn chuyện đó nữa. David hồi xưa đó là 20 mấy năm trước, là David nhớ David đi xin bang ha, mà David đi xin bang nhưng mà David vừa làm mà vừa xịt airbrush, và cái thời đó xịt airbrush nhiều lắm. Nếu bạn biết là sáng sớm mở cửa ra là khách nó đứng xếp hàng, nó chờ rồi, nó nhau rồi, hello Andy, em khỏe không? Khách nó chờ đến nhau bên ngoài luôn đó nha, nó xếp hàng mà nó đến nhau đó. Mấy bạn biết tiểu bang Indiana không? Tiểu bang Indiana, một cái thành phố tên là Gary. Lúc đó thì đi làm thợ cho người ta thôi, vô cái tiệm trong mall. Mấy bạn nên nhớ là vô cái tiệm trong mall đó, người chủ mall đó, người ta cũng không dám xưng hô là người ta là thợ, tại người ta là chủ nữa. Là vì lý do là sao? Người ta không dám nói người ta là chủ. Tại vì người ta sợ bị ăn cướp. À, thấy không? Người ta không dám lái xe mới nữa. Lái xe mới là cũng sợ bị ăn cướp. Nhưng mà người ta làm tiền rất là nhiều nha mấy bạn không nhớ được. Khách mà nó xếp hàng, khách á, một cái tiệm mà khoảng chừng 20 thợ, mà khách mà sáng sớm mấy bạn bước vô là nó đã xếp hàng ở bên ngoài rồi, và nó vô nó làm móng tay, và nó làm đó, có nhiều thợ họ chỉ có biết làm thôi, rồi thấy qua bên kia có những người khác người ta xịt airbrush. À, David thì David làm được cả hai, David làm cũng được, xịt airbrush cũng được, và David làm luôn móng cũng được. Nhưng mà mấy bạn thấy không, hồi vào cái thời đó móng tay làm đâu kỹ thuật đâu, bỏ lên airbrush xịt mấy cái rồi ra lấy tiền, mà cái móng đó, đâu có đẹp đâu, dài thòn lòn cong cong. Nó rất là xấu. Anh còn bắt em bớt nuôi không hay anh bỏ rồi? Bắn em bớt nuôi. Anh còn bắn em bớt nuôi không hay anh bỏ rồi? Cái gì hả? Bắn em bớt nuôi là gì cơ? Anh hiểu. Nhưng mà vui lắm, nhưng mà cái đó là mình đi lại trong những cái thời gian
Rồi sau này đây bắt đầu David làm ra những cái màu này đó thì bắt đầu mình mới thực sự ra mình mới tỏa sáng được cái đam mê của mình về những cái móng tay này ha. Anh chưa có hiểu cái câu hỏi của em gì đó, của em Cường. Anh còn bắn em bớt ni hay không? Bớt ni không hay anh bỏ rồi? Các bạn nào biết ta thông dịch dùng cho mình được không? Anh còn bắn nữa. Bắn Airbrush hả? Hết rồi em ơi, Airbrush là giờ cái máy dẹp rồi. Cái máy nó dập đi mất tiêu rồi, hết test xịt Airbrush rồi. Đúng rồi, hồi xưa thì xịt Airbrush dữ lắm. Bây giờ Airbrush chết rồi. Mấy bạn biết là hồi xưa là trong tiệm nào cũng có máy Airbrush hết á. Bạn này mình đang bận chưa trả lời được, không biết là ai. Em vẫn còn dùng bánh Airbrush à? Em vẫn đang dùng dây ô vậy hả? Em còn giờ này mà em còn bắn Airbrush hả? Wow, cái đó là hơi lạ đó nha. Thời buổi này bắn Airbrush thì nó hết ai xài rồi, người ta toàn là làm design bằng bột không à. Bây giờ 10 người vô là hết 10 người bột. Người ta không biết Everest là cái gì nữa không? Bên em không giống bên anh đâu. Ủa bên em đang ở đâu? Em đang ở bên đâu mà không giống? Em đang ở thành phố nào? Hà Cường, dùng để thổi bụi hay khắt trước khi sơn thì không gì bằng. Anh có nhiều màu đẹp không? Có chứ, anh có rất là nhiều màu. Dùng con thổi bụi. Thụy Sĩ hả? Ồ, Thụy Sĩ à. Anh không biết là tiệm em ở đâu chứ anh theo anh thấy á, dùng fan không dùng Airbrush nữa, cũng không dùng dùng Airbrush nữa. Theo anh thấy á, là ở bên châu Âu á là người ta làm bột không à, người ta làm bột nhiều lắm. Còn Airbrush thì hình như là tiệm em ở đâu anh không biết chứ, nhưng mà anh thấy là ở bên đó hình như là không còn thì phải, chắc còn tiệm em. Đây mấy bạn thấy móng này, bộ này rất là dễ thương và đều ha. We still don't do French. French bây giờ người ta làm bằng bột không à, đâu ai làm bằng 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 Everest ở đâu hẳn. Bên em bột với SNS nhiều à, bột với lại deep đúng không? Bên đây á, ở bên đây á, khách ở bên đây á là deep rất là nhiều. Ok, bên đây là deep rất là nhiều. Nhưng
Nhưng mà bột á, hiện tại bây giờ là cái bột nó đang phát triển. Bột nó phát triển dữ lắm. Yeah, that's a long time ago, yes. Bột bây giờ bên này nó phát triển bột lắm. Bây giờ mà em qua bên đây mà em không biết làm bột màu là em hơi mệt á. Hơi mệt á. Bên đây phải biết làm bột màu. Chứ còn không là nếu mà không biết làm bột màu mà là cứ làm bột thường á, hình như là những cái bột thường đó là những cái khu đó là khu khác rồi. Nó hình như là nó cũng khó lắm, không còn nhiều. Đa số là anh thấy là bây giờ anh đi đâu á, anh thấy là đi đâu cũng người ta cũng dùng bột không à. Người ta dùng bột không mà, chứ người ta không có, chứ người ta không có dùng dùng làm bột thường đó, hiếm lắm. Nhưng mà làm bột màu có tiền, nhiều tiền hơn lắm mấy bạn biết không. Bây giờ mình làm bột thường nhiều chỗ làm có 20 à, là mình nói 20 là giá cao đó nha. Có nhiều chỗ làm còn thấp hơn đó. Bột thường á, phu xét á, mình nói chuyện phu xét á, bột thường á. Còn nếu mà bột màu á là 40 đồng, 30 minimum. Rẻ nhất là cũng phải là 35 đồng, 40 đồng. Và nếu mà mình làm design á thì nó sẽ thể lên tới 60, 50 đồng, 60 đồng. Còn nếu mà mình làm những bộ design mà cầu kỳ đó thì có nhiều bạn họ ta lấy khoảng 80 đồng. Có dịp sư tổ ghé North Kela chia sẻ kinh nghiệm. Xanh. Khi nào mà anh ghé Carolina, anh cũng hay, hồi năm nào, nó đúng ra là năm nào anh cũng ghé Carolina hết. Anh về rally đó. Nhưng mà tại vì năm nay dịch đó, đâm ra tụi anh không có tổ chức show thôi. Về bên đó, nhưng mà nếu mà được á, thì khoảng chừng, nếu mà tốt á, mùa hè đi, anh về anh làm show bên đó. Tại vì bên đó cũng có nhiều supply book lắm, mà anh chưa có về được thôi. Hiểu không? Nè mấy bạn thấy là cái cuticle nó phải tròn ha. Hello Linh, how are you Linh? Hello Florence. No David, I'm talking about, I don't talk about, I'm talking about a lot of places. Like California, if you go to California, a regular full set is $15, $20. You know? But if you do acrylic and you do design, and then you are distancing yourself, to, you know, another level. You want to be a upper level of a nail tech. Linh, how are you? Are you busy, Linh? Yeah, because you in Atlanta, David. I mean, Hank. You in Atlanta and you in a different area. That's why your high is much higher. But there is a lot of place. If you go to actually you go to Atlanta, I am 9% up on GM. Oh my God. I am so mad. I'm too busy working. So that's why I didn't pay attention, Aileen. How you do? I didn't do anything. I do nail all day. 90%. I'm so mad. Oh man, you're so lucky, girl. No, David. I'm just watching you. I know you don't have to work anymore today. You're good. You're up 90%. You can just watch me do nail.
You're Yeah, I'm too busy this morning. I didn't have time to see what's going on. So, oh well, not my luck. Ok, thì mấy bạn thấy là mình đã xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ bóp vào, mình sẽ làm, mình sẽ gắn. À, cái này chưa đẹp lắm. What's up with this love? Oh, view, view mà. This is actually Russian almond. This is my Russian almond shape. I love this shape. It actually is a coffin. But in the end, when I get to the end, I try to mean, I told you yesterday through David, you didn't trust me. Yeah, I know, I just, I didn't, it's not that I didn't trust you, em. I was too busy working. And I didn't buy nothing. Right, it afford business in Korea. Yeah, I know. Yeah, I didn't hear, I saw it too, but I didn't pay attention. It's better than 14. Okay, I'm gonna put the tops on, and I am going to put some diamonds on. Plus, I am going to put some cute design that I have. It's so cute. I didn't do it, okay? The design, I didn't do the design. It's 3D design. This is my friend. She do it for me. She's not from here, she's from Vietnam. And I will show you what does it look like. Ngón tay của sư tổ cong 90 độ luôn. cong 90 độ luôn. Thì đó, làm nhiều năm lắm rồi đó, em thấy là nó cong vậy đó. Okay, watch your hand. Ok, so bây giờ mình sẽ what I do now is I am going to put some diamonds on, and the color that I use on her today is solid 153. Okay, this is the color. This is the color that I have on her today. So now my next thing is I am going to put some stuff in. This is okay, this is not my work, this is my friend. No, actually this is people who sell them in Vietnam. I'm gonna put some diamond, let me see. This is so pretty. How can, oh my god, I couldn't believe how they do that. How in the world do they do that? She is so good with this. So pretty. Nah, it's too much work here. Wow, look at that. Isn't that beautiful? If I do this without design, it's okay, but I already have design on. Tay anh hôm nay sao? Nay đẹp rồi nè. Tay anh đó hả? Trời ơi, tay anh vậy mà đẹp hả em? Tay anh quái luôn đó chứ. Oh wow, look at that. She is, oh man, look at that, how beautiful they are. Look at that. I'm gonna put it right there. Okay, cái này thì what I do now is I'm gonna put this one on. Màu đỏ em thích solid 153, vừa làm 155, nhìn tươi dễ sợ. Đúng rồi, tươi ha, rất là đẹp. Okay, mình sẽ cho này ngay vào đây. Okay, che cái đó đi luôn, không cái đó mình thấy đẹp lắm. Cho này lên đây.
Ooh, is it that beautiful? Okay, here we go. Okay, now you like that one, Nina? I'm gonna put some diamond here too. So this one is for diamond, the same thing like me. Okay, put that on so I can put the diamond in around there. This here is diamond. So I'm gonna play that on for diamond. This is for diamond because it's a diamond day. It's a diamond day. Oh my God. Isn't she beautiful? So beautiful. Yes, they stick on. Okay, now I'm gonna put. Okay, that. I think that's good enough right there. I don't want to detract that more. This one right here, you buy it. You can buy them, but you have to. Oh my God! Look at that. They are so beautiful. This here you can buy it, and people make it for you, and you just stick them on. Okay, and bye bye. See you later. Look at that. Okay, I love it. So I'm gonna put another one on because it looks so good. Okay. Okay, inside. Oh, what did I do? I put that on and I, oh man, I think I'm going cuckoo. I put that on and I supposed to put diamonds on and I put it on the lamp. Okay, now. Okay, okay, diamond time. Okay, let's see. Nina, you like them? You have to be careful. More here. Inside. Where do you get a box of diamond? This box of diamond is oh, one more. This box of diamond is from one of my employees. I mean,
one of the educators is selling. Okay. Yeah, she sell them for, I think it's $180 for the box of diamonds. It's pretty. Hello, Nina. Where do you, not nail that, no. I got it from, what's her name, Tammy Lee. Tammy Lee have them. Okay, so I'm gonna put top here. You like it, Jay Lee? Hello, Johnny. What's going on? So quiet. Yeah, when I put the top coat on, I didn't have nothing to say. Okay, now you make sure that you clean the two sides. The yellow and the red, it look like a Ferrari. You see, when you see that yellow and you see that red, it kind of remind you of the Ferrari logos. You guys see what I mean? Yeah, I love it. Okay. Very pretty, very pretty. I like it. This is a Valentine design, guys. You know it's coming, right? I love this little bear. I see that. Unbelievable. Uh-oh, it didn't even stick on. That my phone? No. Oh. That is my phone. That's a lot of texting. Okay. Biết nói gì đây ngoài chị tôi đẹp xỉu, con gấu so cute. Jackson, hello, hello Jay. Yeah, cái này là mấy cái này là ở Việt Nam người ta làm chứ không phải là mình ở đây mình làm. Mình mua cái người ta bán cho mình, người ta gửi qua cho mình.
mình không có thời gian mình làm đâu, cái này thì mình không bao giờ mình làm được hết á, không thể nào mình làm nổi luôn. Những cái này là ở bên Việt Nam họ làm cho mình nha. Những bạn nào mà mua đó thì mình phải đặt người ta. Mà cô này cô giờ cô không có lấy đặt, ai ai mua cô không bán nữa. Cũng hay là mình đặt lúc cuối cùng, là vì lý do là cô không có thời gian cô làm nữa, tại vì nhiều hàng nhiều người đặt quá đó, cô làm không kịp. Nhưng mà mình hên là mình đặt trước khi cô không nhận hàng. Đâm ra cái hàng cực đẹp luôn, nó có nhiều lắm, mấy trăm đồng á, nhưng mà đặt hàng theo từng con, cố bán từng con một như vậy nè. Trời ơi con này, trời đất ơi cái con này nè, má ơi này, con này mấy đô á. Take it out. Okay, put it in. Okay. Một cái con đó là mấy đô? Ở đâu anh có mua chứ đâu? Nè. Cái này đẹp quá ha. Nè. Đẹp ghê. Xong rồi. Bỏ lên xong lấy 20. Đúng rồi đấy em. Mình bỏ lên mình lấy 20, mình mua một con như vậy 5 đồng, bỏ lên lấy 20, mình lời quá trời lời luôn. Thì xảy ra người ta làm thì mới cực chứ mình đâu có làm đâu mà cực. Ok. Hiểu không? Mình đâu có làm đâu. What in the world? Mình đặt người ta làm thôi. Sướng chết luôn. Take it out. Xong rồi, I'll fix it later. Nè, bên này xong hai bạn ha. Hết pin. Ở hết pin đó mà, where do you get those form I want? Tamilay have them. Oh, yeah, the diamond Tamilay have them, but Tamilay don't have this. This one I order in Vietnam. Đẹp lắm luôn mấy bạn ơi, cô này cô làm cái này hình như là hơi đẹp á. Mà rẻ lắm, bán một cái đồng. Nè, làm nguyên cái này luôn, bán một cái có đồng chứ mấy, quá trời rẻ luôn này, thấy bạn thấy không? Đẹp ha mấy bạn ha. So pretty, beautiful. Đẹp quá trời luôn. Nhất là cái mấy cái cục này này. Something wrong with the machine. I think it's out of the battery. Need to be charged. Yeah, just leave it there for 30 seconds. Tamilay vừa coi ở đâu anh có bao nhiêu một hộp vậy? Đẹp đẹp không em? Quá đầy đẹp luôn. Thực sự ra nếu mà mình nhìn kỹ vào bên trong đó thì mình sẽ thấy được cái design này nó lõm xuống. Và nó có chữ là chữ của nó là chữ love. Là như thế này. Đó, ten ten ten. Thì mấy bạn thấy đó. Nó như thế đó. Ok. So beautiful. Ok. Let me see. Và cái này là mình xong hết rồi ha. Bây giờ mình bỏ lên và mình sẽ chụp hình cho mấy bạn coi. Cực kỳ đẹp luôn. Cái diamond này thì của
You like them? Yeah, I like it. Beautiful. It's very different today. Her name is Valentine. Okay, let me put this away. George. Okay, George. I think I am finished. Okay. Màu ngày hôm nay mình xài là màu solid 153. Đây. Mẫu này đây, số 153. Mình sẽ bỏ lên cho mấy bạn coi. Thích nhất chữ love, đúng không? Chữ love đẹp ha. Ok. Đây, bạn thấy. Chữ này chữ love. Ok, mấy bạn thấy chữ này chữ love. Thì chữ lớp này chắc mình phải để như vậy thì nó mới ra chữ lớp, nó mới đẹp hơn này. Đó. Ok. Yeah. Ok, mấy bạn chờ nha. À, cái này. Put it right here. Close your finger. Rồi. Thì mấy bạn thấy không? Đó là Valentine nha. Thật sự ra là Valentine quá đẹp. Em thích nhất hai trái tim ở ngón giữa rất đẹp luôn. Thì em thấy không? Em thấy I would love to see both the hands. Okay, here we go. Now you see in both the hands. Okay. Yes. This is a heart. And that heart. Okay. That right there. And that right there. Here we go, guys. That's a finished work. Okay, I am done. I'll see you guys maybe another day. If I have time, I'll do some more for you tomorrow. But I don't know, I might be too busy tomorrow. If I have time, I will do more live. But if not, then I'll see you guys some other time. Okay, guys, thank you for watching and thank you for sharing my videos. And if you have questions, you let me know. You all have a beautiful day. Bye-bye, everybody.